ai quay camera bảo thôi cháu đánh ông, cứ đánh đi. Mẹ cái mồm này, con mẹ cái mồm này, cút, cút lại. Đuổi đấy. Cái răng mồm à? À, trình bày luôn. Là một mầm ba này vui quá, sợ lắm. Chưa bao giờ thì đẹp vào quay phim nó lại nguy hiểm như thế. Không, xe của mình can không sao, mình để không cổng đấy. Ba là quá được anh chắc một lít nữa. Không, mẹ mày nhìn đằng sau để mẹ quay phim một kiếm đường mà chạy thì mẹ mày. Mày anh ơi. Nó đánh đi, nó đánh đi. Oh my God.